Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Bữa nay review đến anh em những siêu phẩm dòng A nha anh em. Đây, những dòng A nhưng mà mang trong mình những cấu hình thứ dữ không nha. Đây, Galaxy A51 5G luôn nha anh em. Con này là sở hữu là có 5G khác hẳn với A51 Việt Nam. Viền thu kim loại thép đây. Nhìn là sáng bóng nha, không phải như máy Việt Nam là viền nhựa nha anh em. Sở hữu viên pin cũng khác luôn, viên pin của nó là 4500, máy Việt Nam là viên pin chỉ có 4000 thôi. Đó. Chip cũng khác luôn, con này sở hữu là chip Exynos 980, là một trong những cái chip chuyên game nha anh em. Chip này nếu mà so với Snapdragon là ngang ngửa với thằng 765 5G của Pixel 5 của Velvet LG. Nói chung là chip 765 là đánh game cũng khá mượt đó. Đây, 4 camera, có chụp macro góc rộng đầy đủ hết nha anh em. Vân tay trong màn hình luôn. Đây RAM. RAM 6, bộ nhớ 128. Nói chung là mang trong mình dáng dấp đầy đủ của dòng cao cấp, và đặc biệt là màn hình camera đục lỗ nè. Camera đục lỗ này là iPhone tới 14 chuẩn bị mới có nha anh em, mà chưa chắc đã đục lỗ đẹp bằng con này. Đó. Giá cực thơm luôn nha, giá chỉ từ 2 củ khoai thôi nha. Hai củ khoai mà sở hữu là gần như là full mọi chức năng nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp lãnh địa Samsung nha, 08777 nha, 0844 nha anh em. Đặc biệt là bên mình là không có ship hàng nha, anh em thông cảm nha. Không ship hàng, bán trực tiếp thôi. Anh em nào cần cứ đến xem trực tiếp, không có ship hàng, không nhận cọc gì hết. Tránh trường hợp anh em bị lừa cọc này kia rồi bóc phốt mình các kiểu. Nói chung là mình chỉ bán trực tiếp thôi, từ xưa tới giờ là bên mình chỉ bán trực tiếp nha. Đó, anh em nào cần liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trực tiếp nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm. Galaxy A51 5G. Chào tạm biệt tất cả anh em.